Lu, giật mình nè. Ông á, lớn rồi nghe. Mày làm gì nổi nóng với tao? Vụ gì? Không biết, tôi không biết, tôi không có bực. Không bực sao làm thái độ kỳ vậy? Tôi đang ngứa tay. Mày móc tay ông ba dẫn mày đi. Sẵn cậu mặc rái tay cho tươm tất sạch sẽ coi. Rồi ba dẫn mày đi du lịch chơi nè. Thích đi du lịch không? Thích đi biển không? Biển hả? Biển ai mà không thích? Ừ, vậy để ba dẫn mày đi. Rồi tính đi du lịch ở đâu? Sài Gòn ha. Ừ. Chứ tôi với ông đang sống ở đâu? Thì quận 1. Thầy ơi, đang quận 1 mà dẫn tôi đi du lịch Sài Gòn. Tay đang ngứa ngày càng nhức thêm à. Sao hán hồi dữ ta. Thì ở giờ cũng đã lớn. Không nói chuyện làng hoàng lại đi ông ơi, tôi còn nghe. Bị đặt nó dẫn tôi đi du lịch đi biển. Thì đi du lịch ở quận 11 cũng được hả mày? Chưa hiểu. Quận 11 cũng có biển nha. Biển gì trời? Ừ? Đầm sen hả con? Ôi đất ơi. Vậy em ra đó tắm biển mình đi. Rảnh ấn. Chứ giờ mày muốn đi đâu? Đi du lịch ở đâu? Tôi muốn đi chỗ nào đó xa xa đi. Xa xa là ở đâu? Ở Méo đi Khanh đi. Trời ơi, tiền đâu qua bển đi du lịch. Ủa ông lau nhà chưa ông Khang? Hôm nay tới ngày mày trực mày hỏi tao. Vậy là từ sáng giờ tôi chưa làm gì luôn hả? Sao tôi làm biếng dư vậy trời? Chắc tại quên á. Thôi bỏ qua luôn đi. Quên á, đừng giận nha. Mày ở với ba mà ba thấy mày lười biếng quá luôn rồi. Riết không có ngoan gì hết trơn á. Hỡi cha nào con nấy ông ơi, đừng nói tôi vậy, coi chừng ông ngứa tay giống tôi á. Ừ, nói thiệt ba cũng làm biếng thiệt. Đó hay chưa? Mày đặt nói tôi nữa. Mà mày thấy ba đẹp trai không? Hả? Gớm mà cứu luôn. Gớm. Ấn à. Đẹp không? Không. Vậy mày có đẹp không? Đẹp. Đợi em đẹp nữa đẹp. Mày có bị ngáo không? Có. Ha không. Không có. Bỏ cái tật hớt ha hớt hải nha con. Thôi đứa ơi, nhà có hai cha con mày đặt trôn tôi nữa ha. Thôi ba nói giỡn thôi. Ba cũng tính đi Mỹ nè. Mày đi với ba không? Có tiền không? Mà đi qua bển chi? Mua vài món đồ. Đồ. Xạo. Cô gái thì có. Mày rảnh quá ha. Mày làm như tao giống mày không bằng vậy. Cái đuôi thì ngắn ngủn, mà gặp con cái nào cũng cả ưỡn như thấy gớm. Cha tôi. Tại vì bên Mỹ có nhiều món hàng độc lạ dữ lắm mà ở Việt Nam không có, nên mới tính qua bển mua rồi ba mang về xài. Với lại ba định đặt mua hàng ở trên Amazon, mà sợ nó chuyển về không có đàng hoàng, lỡ mất hàng gì uổng lắm. Vậy ông điên mình đi. Tưởng đâu qua bển đi du lịch, ai ngờ là có kế hoạch sẵn hết trơn. Thôi vậy đi làm chi? Ông điên mình đi. Điên mình buồn lắm. Mày đi với ba đi. Dạ đi. Tao mua về cũng tao với mày xài chung, mà làm gì nhà này cũng mình tao xài á. Có nhiều thứ tôi với ông xài riêng nha. Gì mà riêng? Riêng như là gì? Như toilet chẳng hạn. Làm sao chưa hiểu? Thì toilet ông để trong nhà, còn toilet của tôi ngoài đường không à. Mỗi lần đi bị ta nhìn mắc cỡ ông chết luôn vậy. Vậy hả? Buồn ghê. Thì mà đi chung với ba trong nhà có gì đâu. Ông chửi tôi ỉa thúi hoài, tôi tự ái tôi không đi nữa. Mày chịu khó đi xong rồi dội, xong rồi lấy cái chai xịt phòng xịt cho nó thơm. Trời đất ơi, ông tưởng như tôi không như người không bằng nha. Thôi mà tự qua bây giờ rốt cuộc mày có đi Mỹ với ba không? Thôi ông dẹp cái kế hoạch đó đi, thà tôi với ông đi ra đầm sen tắm biển sướng hơn á. Đỡ cực. Vậy sao tao mua hàng về được hả? Ông lên ship hàng mỹ.com.vn liên hệ với họ đi. Trời, họ chuyển hàng về cho mình uy tín lắm. Rồi giá cả có mắc không? Một ký có $5.50 à. Mà nhanh không? Từ 7 tới 10 ngày là sẽ nhận được hàng thôi. Trời hay vậy ta, tiện lợi dữ vậy hả? Thì còn dịch vụ gì nữa không con? Thì ngoài chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam, order hàng Mỹ, họ còn mua hộ hàng giùm mình ở Mỹ nữa. Rồi rồi, tới đây là ba hiểu rồi. Ba sẽ liên hệ với ship hàng mỹ.com.vn. Ừ, liên hệ hỏi liền đi. Bây giờ ba quyết định rồi, ba với con đi tắm biển chơi ha. Tắm ở đâu? Ra đầm sen tắm biển nữa hả? Không khỏi, cha con mình là nhà họ lười mà đi chi tuốt ngoài xa cực lắm con ơi. Ủa, vậy chứ tắm ở đâu? Tắm tại nhà luôn. Ở nhà có biển đâu tắm. Mày mở cửa đi ra ngoài đi, thấy nguyên cái biển luôn hả? Đâu, để tôi coi coi. Trời đất ơi, ngày hôm nay ngày gì mưa lớn dữ vậy trời. Mở cửa giùm coi, thần. Mở cửa. Vậy quyết định ha, tắm tại nhà luôn ha. Ừ, ông vô ông bơm giùm tôi cái phao đi. Lấy phao qua tắm cho vui. Ừ, mày ra ngoài tắm mình đi. Nước dơ thấy mù nội à. Sao ông chơi tôi hoài vậy ông Khang? Còn kiếp trước ông ghét tôi lắm hả? Ừ, tôi ghét thiệt. Ừ, nuôi tôi chi?